Hoan hỷ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp cho quý vị biết được một năm sẽ diễn ra như thế nào, công danh sự nghiệp sẽ ra sao. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ luận giải cùng quý vị về tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 về 4 phương diện: tài lộc, công danh sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên, gia đạo. Cùng với đó, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải về những vận hạn tử vi trong năm 2023 Quý Mão, giúp quý vị nắm được thiên cơ, từ đó tránh được những vận hạn và những điểm không may mắn trong năm 2023 Quý Mão. Như quý vị đã biết, từ xa xưa, hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta thường đi xem tử vi để biết vận trình của mình sang năm mới sẽ như thế nào. Đó là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Trong phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 ngày hôm nay, quý vị sẽ nắm được rõ vận trình tài lộc, gia đạo của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng trong năm 2023. Năm 2023, gia chủ đã bước vào độ tuổi nghỉ hưu, cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận sự thay đổi khá lớn về các thói quen sinh hoạt này. Nên trò chuyện với bạn bè, con cháu nhiều hơn để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Với những ai vẫn còn làm việc, công việc làm ăn bình hòa, không thêm, không bớt, tinh thần ổn định, có xu hướng dần lui về chăm lo cuộc sống gia đình, con cháu hơn. Cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đi xa cần đề phòng đau ốm, bệnh tật hoặc xảy ra những sự cố bất ngờ. Tốt nhất nên đi cùng người nhà để kịp thời ứng biến khi cần. Về khía cạnh tình cảm, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi tâm sự với nhau. Có thể tổ chức dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng gặp phải: sao chiếu mệnh, sao thổ tú, vận hạn diêu vương, hạn tam tai, không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Tỵ gặp Mão bình hòa, ý chỉ cuộc sống khá nhàn hạ, không phải toan tính mưu sinh nhiều. Xét về mối quan hệ thiên can Ất âm mộc gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong năm nay, các gia chủ Ất Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý tiểu nhân ghen ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 cần chú ý tháng Quý Hợi, tháng 10 âm lịch, từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Ất Tỵ. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Ất Tỵ gặp sao thổ tú chiếu mệnh. Thổ tú hay còn gọi là thổ đức châu tinh quân, đây là sao xấu với cả nam và nữ và gia trạch. Bởi sao thổ tú là sao xấu, chủ về tai nạn, kiện tụng, người bị sao này chiếu nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch, tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao thổ tú, đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao thổ tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng, như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm hoàn, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây lại năm lại mà cầu xin trung ương mậu khỉ thổ tú tinh quân để cầu xin ban sự ăn này. Để cầu xin ban sự ăn lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, sao thổ tú thuộc ngũ hành là thổ, vì thế gia chủ nên dùng kim tiết.
Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác. Gia chủ Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng năm nay gặp Hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì Hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, dù lầm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được Hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, Hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhiều ghi chép khác về Hạn Diêm Vương và biểu hiện của Hạn Diêm Vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, những người đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, Hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm bệnh tật, khi gặp Hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, vui xuân đầu năm cùng gia đình nhưng gia chủ Ất Tỵ nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 2, công việc làm ăn của gia chủ trong tháng 2 có thể bị người khác phá hoại, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 3, người trong nhà có thể có tỉ vết, dao kéo ở trên người, cần cẩn thận sử dụng vật sắc nhọn trong tháng này. Tháng 4, những công việc làm ăn của con cháu thuận lợi, mở mang nhưng cần chú ý cửa quan và pháp lý. Tháng 5, đây là tháng gia chủ Ất Tỵ có tin vui trong gia đạo, ngoài ra chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 6, gia đạo trong tháng này thiếu hòa khí, sức khỏe gia chủ không tốt nên chú ý việc ăn uống. Tháng 7, gia chủ đón tin vui trong việc làm ăn của gia đạo. Tháng 8, đây là tháng của gia chủ có sự thay đổi trong việc làm ăn hoặc con cháu có thể xuất hành đi làm ăn xa. Tháng 9, trong tháng 9 có sự hao tiền tốn của nhiều, cùng với đó sức khỏe kém, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 10, tháng này gia đạo gia chủ có sự sửa sang lại phần mồ mả của gia tiên hoặc gia đạo sửa sang và mua bán. Tháng 11, đây là tháng gia chủ có tin vui, nhiều việc may mắn, hạnh phúc, làm việc gì trong tháng này cũng được thuận lợi. Tháng 12, tài vận, tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật hay đau ốm trong tháng cuối năm đều nhanh khỏi. Tổng kết tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Sẽ không còn quá nhiều bất lợi với nữ mạng Ất Tỵ trong năm 2023 nữa, thay vào đó là những niềm vui thích trong công việc, tận hưởng cuộc sống giản dị bên gia đình, con cháu. Công việc làm ăn cứ thế mà làm, tham vọng càng ít thì càng dễ đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, đâu có quanh vận trình vẫn nên đề cao cảnh giác với kẻ tiểu nhân, thậm chí cả những người thân quen. Dù người không tốt, tin người thái quá, lập tức bản thân phải chịu nhiều thua thiệt. Về tài chính, trong năm nay có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Ất Tỵ nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể biến cố gì sẽ đến với mình. Về sức khỏe, cùng với tuổi tác ngày càng cao, lại có thêm những thay đổi về tâm lý ở độ tuổi về hưu, khiến sức khỏe tuổi Ất Tỵ nữ mạng giảm sút trông thấy, cần đề phòng các chứng bệnh về xương khớp và tiêu hóa. Ngoài ra trong năm Quý Mão, cần đi đứng cẩn thận, kẻo tai nạn xe cộ, nguy hiểm đến tính mạng. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2023 nữ mạng về gia đạo hầu như không xảy ra biến cố nào lớn. Bản mệnh có nhiều thời gian ở bên và chăm lo cho gia đình hơn, tình cảm vì thế mà được bồi dưỡng ngày càng tốt đẹp, xóa mờ những mâu thuẫn vụn vặt.
gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Ất Tỵ, sinh năm 1965 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, vận hạn mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn nữa trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.